tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp có chủ đề chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và chính quyền địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại quốc lộ 49 A Lưới và thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ứng dụng công nghệ cao để trồng dưa lê là dưa lưới trên đất lúa kém hiệu quả đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và mở ra nhiều triển vọng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Vừa rồi là những nội dung chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 8. Xin chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy cùng Huế ngày mới và bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp có chủ đề chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội, kết nối với nhiều đầu cầu trên cả nước. Cùng dự và điều hành hội nghị có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương cùng nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đến nay sau 2 năm chống dịch và 7 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ lớn nhất là kiểm soát dịch bệnh chúng ta đã làm được. Về kinh tế, nước ta giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP tăng 7,72% trong quý 2 năm 2022, bảo đảm các cân đối lớn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nhìn chung được nâng lên. Tuy nhiên, đây là thời điểm tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng mạnh đến kinh tế toàn cầu cũng như của từng quốc gia. Chuỗi cung ứng lao động sản xuất tiếp tục đứt gãy cục bộ, giá cả nguyên vật liệu, đầu vào và giá nông sản quan trọng có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều biến động. Qua hội nghị này, Chính phủ mong muốn lắng nghe các ý kiến của các doanh nghiệp để đánh giá thực chất, khách quan các tác động của tình hình kinh tế thế giới đến Việt Nam, thực trạng khó khăn, thách thức cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt, kết quả đạt được và chưa đạt được trong triển khai chính sách, giải pháp của Chính phủ thời gian qua. Trên cơ sở nhận diện thời cơ, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng đề nghị các doanh nghiệp có những đề xuất, sáng kiến để cùng tháo gỡ khó khăn, khắc phục những điểm nghẽn trong triển khai chính sách, đồng thời hiện kế bổ sung các giải pháp trên tinh thần lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ, góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển doanh nghiệp đúng hướng, lành mạnh, bền vững. Cùng trong hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi làm việc với tập đoàn Banpu Thái Lan do ông Kirana Limpapeom, giám đốc điều hành Banpu làm trưởng đoàn để nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng tiếp và làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại buổi làm việc, ông Kirana Limpapeom, giám đốc điều hành Banpu cho biết, tập đoàn Banpu là một công ty giải pháp năng lượng tích hợp hàng đầu với ba ngành kinh doanh cốt lõi bao gồm khai thác khoáng sản, sản xuất điện và công nghệ năng lượng. Hiện nay, tập đoàn đang có hoạt động kinh doanh tại 10 quốc gia: Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Úc, Lào, Mông Cổ, Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Việt Nam. Với năng lực và thế mạnh của mình, cũng như qua thực tế nghiên cứu tại tỉnh, tập đoàn Banpu mong muốn được hợp tác với tỉnh Thừa Thiên Huế để đầu tư phát triển các nguồn năng lượng xanh, sạch, đô thị thông minh. Ông Kirana Limpapeom chia sẻ, tiêu chí đầu tư của tập đoàn là phát triển năng lượng phải kết hợp với phát triển kinh tế và đời sống của người dân địa phương, mang lại lợi ích cho xã hội và bảo vệ môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương hoan nghênh việc tập đoàn Banpu đã tiến hành nghiên cứu và mong muốn đầu tư phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp với tập đoàn để hỗ trợ tìm kiếm vị trí đầu tư phù hợp cũng như hướng dẫn các thủ tục liên quan trong thời gian tới. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương làm việc với tập đoàn KRRI của Hàn Quốc về nghiên cứu thực hiện dự án giao thông xanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn KRRI đã giới thiệu tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn, đồng thời bày tỏ mong muốn được nghiên cứu thực hiện dự án giao thông xanh tại Thừa Thiên Huế. Trong đó, tập đoàn sẽ phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn SMS Huế thực hiện báo cáo tiền khả thi, thực hiện hệ thống tàu điện tram và xe buýt điện trong vòng 6 tháng. Sau đó sẽ căn cứ báo cáo này để đề xuất các bước đầu tư thực hiện tiếp theo. Dự kiến tuyến tàu điện sẽ được kết nối các huyện thị xã với trung tâm thành phố Huế bằng một mô hình giao thông hiện đại tiên tiến.
Bên cạnh đó, công ty Post Media cũng đề xuất mong muốn thực hiện nghiên cứu tiền khả thi dự án xe đạp thông minh, tiếp nối dự án thí điểm của GIS, dự án thí điểm hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng, thực hiện trong 6 tháng và sau đó sẽ tài trợ 1.000 chiếc xe đạp cho thành phố Huế. Qua nghe các đơn vị báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao ý tưởng và quyết tâm mong muốn nghiên cứu hệ thống giao thông xanh của tập đoàn KRRI và công ty Post Media. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất đề xuất nghiên cứu xây dựng tổng thể hệ thống giao thông công cộng theo hướng xanh cho toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp hướng dẫn các thủ tục liên quan, tạo điều kiện tốt nhất cho các công ty trong quá trình nghiên cứu dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, để bảo tồn và phát huy đô thị di sản và phát triển theo hướng đô thị sinh thái, thì hệ thống hạ tầng giao thông công cộng theo hướng giao thông xanh là một trong những ưu tiên quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới để thực hiện theo hướng phát triển Huế thành thành phố xanh và sạch. Bên cạnh đó, với tính ưu việt riêng có, xe đạp công cộng là một lựa chọn hoàn hảo để giải quyết bài toán kết nối hệ thống giao thông công cộng và là phương tiện lý tưởng cho xu hướng giao thông xanh và sự phát triển bền vững cùng thành phố du lịch, thành phố festival. Để đảm bảo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 đạt kết quả tốt và đảm bảo an toàn tuyệt đối, sáng qua, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị hiệp đồng nội dung diễn tập của các đơn vị trực thuộc Bộ, Quân khu, Biên phòng, Công an tỉnh và các doanh nghiệp đường chân trên địa bàn tỉnh tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập MT-22. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã tổ chức hiệp đồng và giao nhiệm vụ trực tiếp cho các sở ban ngành, các cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp tham gia diễn tập. Qua hiệp đồng của lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã bày tỏ sự thống nhất cao với những nội dung trong biên bản hiệp đồng. Song đây là cuộc diễn tập với quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng cùng tham gia diễn tập, nhất là huy động lực lượng phương tiện và vũ khí trang bị lớn. Vì vậy, để đảm bảo cho cuộc diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra, các đại biểu cùng đề nghị Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, mà trực tiếp là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, là cơ quan thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh, cần xây dựng kế hoạch hiệp đồng với từng đơn vị một cách chặt chẽ, cụ thể để từng cơ quan đơn vị thực hiện tốt. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan ban ngành, đặc biệt là sự phối hợp hiệp đồng của các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn lãnh đạo các đơn vị của Bộ và Quân khu tiếp tục tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế về mọi mặt trong quá trình diễn tập, nhất là công tác đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình diễn tập. Riêng đối với các sở ban ngành, các cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị trên cơ sở các nội dung đã hiệp đồng cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tham gia diễn tập một cách chặt chẽ, cụ thể và hiệu quả. Chiều qua, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Hoàng Hải Minh và chính quyền địa phương đã đến chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại quốc lộ 49 đi qua huyện A Lưới và thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tối 10 tháng 8 trên quốc lộ 49 qua Thừa Thiên Huế, khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng khẩn trương nắm tình hình và phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Kiểm tra hiện trường, vị trí tuyến đường xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, ông Khuất Việt Hùng cho biết đoạn đường xảy ra tai nạn giao thông có đầy đủ biển báo, cảnh báo, gờ giảm tốc, hồ lan bằng bê tông, điều kiện hạ tầng giao thông tương đối tốt. Theo ông Khuất Việt Hùng, nguyên nhân thường nói đến việc không làm chủ tốc độ là không hoàn toàn đúng. Vụ việc này liên quan đến đường dốc dài, quanh co, ra phanh nhiều, dẫn đến phanh nóng, mòn, không còn hiệu lực nhất, dễ dẫn đến mất an toàn, gây tai nạn giao thông. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đã ân cần thăm hỏi, chia buồn với gia đình của các nạn nhân và trao hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và 3 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân bị thương. Chuyển lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đến các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8,
xe ô tô tải biển kiểm soát 75C03232 do anh Huỳnh Văn Cường, sinh năm 1995, trú tại thôn Phú Thành, Phú Vinh, A Lưới, Thừa Thiên Huế, điều khiển chạy theo hướng từ A Lưới về thành phố Huế. Trên xe có 4 người, vợ là chị Lê Thị Minh Tâm ngồi trong cabin. Anh Hồ Văn Phương, sinh năm 1986, và Promisa, sinh năm 1998, cùng trú tại thôn Cân Te, Hồng Thường, A Lưới, Thừa Thiên Huế, ngồi phía sau thùng xe. Khi đến tại km 72-800, quốc lộ 49 thuộc địa phận xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 75G1-45855 do chị Phạm Thị Hoài Thu, sinh năm 1979, trú tại xã Phú Vinh, A Lưới, điều khiển, chở theo chị Ngô Thị Nhàn, sinh năm 1969, cùng xã, và xe mô tô biển kiểm soát 75Z1-3090 do anh Hồ Văn Vờ, sinh năm 1989, trú xã Quảng Nhâm, A Lưới, đi theo hướng ngược lại. Vụ va chạm mạnh khiến xe tải chở keo tràm bị lật, hư hỏng nặng. Sự việc khiến anh Vờ và chị Nhàn tử vong tại chỗ. Anh Cường và chị Tâm bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Riêng hai người ngồi sau thùng xe tải, gồm anh Phương và Promisa, văng xuống vực sâu tử vong. Sáng qua, thì Hương Trà tổ chức hội nghị gặp mặt bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn thị xã để thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã 7 tháng đầu năm 2022, những định hướng lớn phát triển thị xã trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin về những kết quả nổi bật của thị xã Hương Trà trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong 7 tháng đầu năm 2022. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 3.245 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới được quan tâm đầu tư, tạo diện mạo mới cho bộ mặt đô thị và nông thôn Hương Trà. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đến nay có 26 trên 38 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 68,42% tổng số trường trên địa bàn. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo có 3,57%, hộ cận nghèo 3,39%. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, quốc phòng an ninh được giữ vững. Qua nghe báo cáo, các đại biểu bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những thành tựu đạt được của thị xã trên các lĩnh vực, đồng thời kiến nghị đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh những bất cập đang tồn tại nảy sinh ở cơ sở hiện nay như phát triển hạ tầng giao thông, hỗ trợ sinh kế cho người dân trên địa bàn thị xã nói chung và bà con đồng bào dân tộc ít người ở xã Bình Tiến, Bình Thanh nói riêng. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất, công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn còn bất cập. Mức phụ cấp cho các chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và các chức danh khác thấp, gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm đầu tư kinh phí khắc phục sạt lở bờ sông Bồ qua địa bàn và nhiều ý kiến quan trọng khác. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức khác. Sau các vòng thi sơ khảo, chung khảo, sáng qua, cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức đã bước vào vòng chung kết. 14 trên 65 thí sinh xuất sắc vượt qua cả vòng sơ khảo, chung khảo tham dự vòng chung kết Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022. Các dự án ý tưởng khởi nghiệp có mặt tại vòng chung kết tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thủ công mỹ nghệ, nông sản thực phẩm, dịch vụ trải nghiệm văn hóa du lịch Huế. Tại vòng thi này, các thí sinh có 5 phút trình bày ý tưởng sản phẩm, dịch vụ, mô tả khái quát về dự án, thể hiện kỹ năng bán hàng và 3 phút phản biện. Các thí sinh phải đảm bảo các yêu cầu thuyết trình rõ ràng, hấp dẫn về ý tưởng, nội dung có tính sáng tạo độc đáo, tính khả thi và sự hiểu biết về quy mô thị trường, tiềm năng phát triển của sản phẩm dịch vụ, thể hiện tổ kỹ năng bán hàng. Dự án cũng phải có tính cạnh tranh, chiến lược mô hình kinh doanh và tác động xã hội. Ban giám khảo chọn và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 7 giải khuyến khích và các giải phụ khác. Các thí sinh vào vòng chung kết sẽ được Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp và khoa học công nghệ Việt Nam hỗ trợ gói học bổng trong chương trình Phụ nữ hợp tác kiến tạo tương lai, hỗ trợ về đào tạo và quá trình khởi nghiệp khởi sự kinh doanh. Được sự hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển và nhiều chương trình hỗ trợ khác. Sau điều chỉnh của Liên bộ Công Thương Tài chính, từ chiều ngày 11 tháng 8, một lít xăng RON953 giảm về mức 24.660 đồng, giảm 940 đồng. Xăng E5 RON92 có giá mới là 23.720 đồng, giảm 900 đồng. Đây là lần giảm giá thứ 5 liên tiếp từ cuối tháng 6 đến nay. Giá xăng trở về tương đương tháng 10 năm 2021. Giá dầu cũng giảm so với cách đây 10 ngày.
giá dầu diesel giảm 1.000 đồng một lít về mức giá 22.900 đồng, dầu hỏa cũng giảm thêm 1.210 đồng về còn 23.320 đồng một lít. Riêng dầu mazut giữ nguyên 16.540 đồng một kg như 10 ngày trước. Theo Liên Bộ Công Thương Tài chính, xu hướng giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới 10 ngày qua giảm, bình quân mỗi thùng xăng RON 92 loại dùng để pha chế E5 RON 92 giảm về 105,92 đô la Mỹ. Mỗi thùng RON 95 ở mức 109,92 đô la Mỹ. Dầu diesel giảm nhiều nhất gần 6 đô la Mỹ, còn 124,99 đô la Mỹ. Với đà giảm giá liên tục, cơ quan điều hành áp dụng trích lập vào quỹ bình ổn để tạo nguồn cho các kỳ sau. Trích với xăng E5 RON 92 là 700 đồng một lít, xăng RON 95 là 750 đồng một lít, dầu diesel là 350 đồng một lít, dầu hỏa là 650 đồng một lít, dầu mazut là 716 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Huế xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nghiên cứu các mô hình hay, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện định hướng của thành phố Huế, hợp tác xã nông nghiệp An Tây, phường An Hòa đã xây dựng thành công mô hình ứng dụng công nghệ cao để trồng dưa lê lai dưa lưới trên đất lúa kém hiệu quả, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và mở ra nhiều triển vọng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Với diện tích 1.200 m² đất sản xuất lúa kém hiệu quả, được sự hỗ trợ của hợp tác xã nông nghiệp Tây An, từ tháng 6 năm 2021 đến nay, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lý đã mạnh dạn đầu tư đưa vào sản xuất được 3 vụ dưa lê lai dưa lưới giống VA75 Nhật Bản với số lượng 2.000 cây một vụ. Trong đó, khu vực trong nhà màng là 1.200 cây và ngoài nhà màng là 800 cây. Qua 3 vụ sản xuất, hiệu quả kinh tế mang lại gấp 10 lần so với trồng lúa, sản lượng đạt 3,6 đến 4 tấn một vụ. Với giá bán 30.000 đồng một kg sẽ mang doanh thu gần 110 triệu đồng một vụ. Trừ mọi khoản chi phí, lợi nhuận mang lại gần 60 triệu đồng một vụ. Song ưu điểm vượt trội của mô hình là người nông dân đã làm quen và tiếp cận được với công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình làm cái dưa lê này là công nghệ cao thì tôi thấy cái quá trình mà chăm sóc thì cũng đỡ rất là nhiều, là vì cái kỳ có tưới nhỏ giọt và làm về công nghệ tưới hết rồi, còn chúng tôi chỉ có là đi chăm sóc hàng ngày trên cái dưa mà thôi. Qua 3 vụ sản xuất thì chúng tôi thấy là năng suất bình quân là chúng tôi ở đây là để lại là ở trong nhà lưới là một cây là để lại một quả và ở ngoài thì là một cây là để lại ba quả, và năng suất bình quân là trung bình là 1 kg trên một quả thì năng suất một vụ là thu hoạch được là khoảng là 3.600 kg, với giá bán là khoảng 30.000 đồng một kg thì doanh thu là có thể thu nhập là khoảng là 108 triệu đồng trên một vụ, và sau khi trừ chi phí thì lợi nhuận thu được là khoảng gần 60 triệu đồng trên một vụ. Giống dưa VA75 của Nhật Bản là giống dưa lê là dưa lưới, vừa có vị ngọt, hương thơm, độ giòn của dưa lưới và vị thanh của dưa lê nên phù hợp với khẩu vị của người Huế hơn so với các giống dưa lưới bán trên thị trường hiện nay. Thời vụ có thể trồng từ tháng 2 đến tháng 9 hàng năm. Hợp tác xã Nông nghiệp Tây An đã xây dựng quy trình để giúp người nông dân triển khai thực hiện một cách bài bản, khoa học, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong quá trình trồng và chăm sóc, nhất là công nghệ tưới nhỏ giọt nước và phân bón thông qua hệ thống điều khiển. Sau 3 vụ sản xuất thì dự án là mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, và cái quy trình mà sản xuất là phù hợp với tập quán canh tác của người nông dân, và cái khả năng nhân rộng của mô hình là rất là cao, và chúng tôi thấy là cái dự án là có cái hiệu quả xã hội rất là lớn, tạo tiền đề để phát triển cái ngành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cũng như là nông nghiệp đô thị phù hợp với cái định hướng phát triển của thành phố trong tương lai. Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chủ trương chính sách phát triển ngành nông nghiệp, nhất là các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật và các giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân và thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu toàn diện ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Việc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất dưa lê là dưa lưới là nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân, tạo sản phẩm mới phục vụ nhu cầu tiêu dùng.
Đồng thời đây là cơ sở để nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp vùng ven đô theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái. Qua triển khai thì bước đầu nhận thấy thì cái mô hình là có nhiều triển vọng về năng suất thì một sào thì ước khoảng độ là 1,5 tấn trên một sào và lãi ròng tính ra dự kiến là khoảng độ 25 triệu trên một sào. Thì đây là một cái hướng đi nông nghiệp công nghệ cao đối với thành phố, đối với những để cho tạo thu nhập cho bà con nông dân và rất là triển vọng về có so với lúa thì nó tăng gấp nhiều lần hơn lúa nhiều. Mô hình chuyển đổi từ việc trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau củ quả đầu tiên trên địa bàn phường An Hòa, thành phố Huế có ứng dụng công nghệ cao đã góp phần thay đổi tập quán sản xuất của người nông dân đô thị. Thành công của mô hình sẽ tạo ra sản phẩm nông nghiệp đặc trưng cho địa phương. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra là thời tiết thay đổi thất thường gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Giống vật tư nhập từ ngoài tỉnh nên thiếu chủ động. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp cũng như thành phố Huế cần tạo điều kiện để nông dân tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ, phát triển nông nghiệp và nhân rộng mô hình, nâng cấp hệ thống thoát nước, tránh ngập úng khi sản xuất, cũng như hệ thống giao thông nội đồng để phát triển du lịch sinh thái, hỗ trợ hợp tác xã đăng ký thương hiệu nông sản cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn đóng góp vào công cuộc bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, cũng như đem lại một cái nhìn mới về văn hóa, nhóm bạn trẻ Youthcom Huế tổ chức chương trình trại hè văn hóa với chủ đề dệt. Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động, trong đó đáng chú ý là tìm hiểu về mỹ thuật Huế và cổ phục Triều Nguyên. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với chủ đề dệt, trại hè văn hóa lần đầu tiên được nhóm Youthcom Huế tổ chức đã thu hút rất đông các bạn trẻ đam mê mỹ thuật, văn hóa và nhất là đam mê với cổ phục Triều Nguyên. Với hình tượng cây kim còn vương chòm chỉ, ẩn dụ sâu xa về hình ảnh giới trẻ chính là người có tác động đến nền văn hóa mỗi ngày mỗi giờ bằng những việc làm cụ thể của mình. Trại hè dệt với hai talk show về mỹ thuật và cổ phục Triều Nguyên đã mang đến cho các trại sinh những kiến thức thú vị. Chúng em mong muốn rằng sau trại hè ngày hôm nay thì các bạn trại sinh sẽ bắt đầu có một cái sự mong muốn tìm hiểu về văn hóa nhiều hơn một chút, bởi vì em cảm thấy là văn hóa nó vẫn chưa thực sự nhận được sự thấu hiểu một cách tương tự của giới trẻ. Do đó em mong rằng sau trại hè này các bạn có thể vẫn chưa hiểu lắm, nhưng mà các bạn sẽ có một cái sự mạnh nhá mà các bạn bắt đầu muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa. Đó là mong muốn tụi em sau trại hè. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức qua các talk show, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nữa của trại hè dệt chính là những màn giải mật thư thông qua ca dao tục ngữ văn hóa Huế. Cảnh nắng oi gắt của mùa hè xứ Huế không hề làm giảm sự hào hứng, thích thú, mong muốn được tìm hiểu về văn hóa của Huế nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng của các trại sinh. Mặc dù được lên ý tưởng và tổ chức bởi nhóm các bạn học sinh còn rất trẻ của trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế, nên không thể tránh khỏi một số điểm thiếu chuyên nghiệp còn thiếu sót. Thế nhưng, chính sự đam mê và nhiệt huyết, việc đem văn hóa Huế đến gần hơn với nhiều bạn trẻ mới chính là điểm ấn tượng nhất mà trại hè này mang lại cho những người tham gia. Có thể nói là đây là một cái tín hiệu đáng mừng khi mà tất cả các giới trẻ đang tìm hiểu, đang tiếp cận và phổ biến cái giá trị văn hóa lịch sử của Việt Nam mình thông qua trang phục truyền thống. Đó là một cái tín hiệu đáng mừng cũng như là một cái dòng chảy, một cái sự phát triển mà phải nói rằng là người trẻ là những người tiếp nối và những người đem cái giá trị văn hóa truyền thống này vừa quảng bá, vừa lưu truyền và phát huy cái giá trị của nó. Ngoài những trải nghiệm và hiểu biết về kiến thức lịch sử văn hóa, tham gia các trại hè cũng là cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi lẫn nhau, hình thành và rèn luyện kỹ năng sống, giảm bớt sự phụ thuộc vào các thiết bị giải trí điện tử. Và thông qua đó, các em cũng có điều kiện tiếp cận và hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa Huế, góp phần mang đến cho mỗi một người trẻ tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào lịch sử dân tộc Việt Nam. Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của rìa nam giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới nên mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động ở mức từ 32 đến 34 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%.
Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 m.